Sau tai nạn vào năm vừa bước sang tuổi lên 2, những tưởng cô bé con nhà nghèo Nguyễn Thị Cẩm Nhung ở ấp Xuân Thạnh B, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú đã phải sống trong chuỗi ngày buông xuôi số phận, mặc cảm với mọi người xung quanh vì khuyết tật của mình. Nhưng bằng ý chí của bản thân, trách nhiệm của đấng sinh thành, đặc biệt là sự tiếp sức của học bổng nhân thiện, hỗ trợ bệnh nhân nghèo Bến Tre, cô bé khuyết tật ngày nào nay đã trở thành sinh viên năm 3 Đại học Tôn Đức Thắng, chuyên ngành thiết kế đồ họa. Trên đường tìm đến nhà của em Nguyễn Thị Cẩm Nhung, cô sinh viên khuyết tật bị mất một chân, chúng tôi tưởng tượng khá nhiều về em và tình huống xảy ra của buổi gặp gỡ. Nhưng những điều diễn ra lại hết sức bất ngờ. Căn nhà tạm bợ của gia đình Cẩm Nhung đã được thay bằng mái ấm khang trang giữa màu xanh của vườn tược quanh nhà. Đặc biệt nhất là gương mặt tươi vui đến rạng ngời của cô sinh viên khuyết tật làm lan tỏa niềm tin yêu và lạc quan đến những người đối diện. Anh Nguyễn Văn Thấm, ba của Cẩm Nhung kể, từ khi sinh ra, Cẩm Nhung hay ốm đau. Lúc Nhung vừa qua thôi nôi không lâu thì em bị té gãy chân. Một phần kinh tế gia đình khó khăn nên vợ chồng anh Thấm cứ mải mê với việc mưu sinh. Một phần cứ tưởng sau khi được bó chân con sẽ lành. Nhưng không ngờ chân của Nhung đã bị hoại tử. Khi em được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ còn cách phải tháo khớp háng để giữ tính mạng. Vậy là ở cái tuổi mà khi những đứa trẻ đồng trang lứa chập chững tập đi thì Cẩm Nhung ngay cả việc đứng cũng phải nhờ đến cha mẹ. Khổ nhất là khi Nhung đến tuổi đi học. Những năm đầu em chưa thể tập đi với nạn nên ba hoặc mẹ của Nhung chở em tới trường rồi cõng em vô tới lớp. Vì kiếm sống của đôi vợ chồng nghèo giờ chỉ còn lại một người. Cuộc sống vì vậy càng khó khăn hơn gấp bội. May mắn cho Cẩm Nhung và gia đình khi qua sự giới thiệu của chính quyền địa phương, chi hội hỗ trợ bệnh nhân nghèo huyện Thạnh Phú đã kịp thời đến với em bằng sự giúp sức của học bổng nhân thiện ngay từ khi em bước chân vào lớp 1. Thật ra đó là cái lúc mà Cẩm Nhung mới đi nhận học bổng là chú rất là xúc động. Vì mỗi lần đi lên nhận là nó khó khăn ghê gớm. Học mấy chú phải nói với anh em thầy giáo là phải bồng lên, hồi đó nó còn nhỏ. Đó. Rồi chú lại sợ thêm cái là nó tự ti, nó bị bạn bè trêu chọc nó, cho nên chú là luôn luôn nhắc nhở, đó, quan tâm với cả chỗ trường đó, chú ấy, để cho chi động viên cho nó làm cái động lực cho nó vui vẻ nó học. Cho nên tới bây giờ này đó, thì tôi cũng nói thiệt với quý vị là tôi mừng ghê gớm. Nay là năm thứ ba rồi, là tôi mừng dữ dội. Thôi thì cứ phấn đấu thêm, chút nữa thì nó ra nó trưởng thành thì nó tự lập được bản thân nó. Đó, thì coi như đây cũng là một cái mà Cẩm Nhung ráng học thì cũng cái trả ơn cho hội. Cẩm Nhung cho biết, những năm đầu em khá mặc cảm với khuyết tật của bản thân, nhưng sự động viên của ba mẹ, tấm lòng thương yêu của thầy cô, đặc biệt là việc được nhận học bổng nhân thiện mỗi năm đã tiếp thêm cho Nhung sức mạnh. Khi bước sang cấp 2 rồi cấp 3, Cẩm Nhung gần như đã hòa nhập hoàn toàn với bạn bè và bắt đầu nuôi dưỡng hoài bão cho riêng mình. Em tự tin chọn cho mình một ngành nghề phù hợp với bản thân và phấn đấu để đạt được mục tiêu. Dạ, cái cảm xúc của con đầu tiên là con rất là vui, hạnh phúc. Tại vì năm nào cứ vào đầu năm học thì con sẽ nhận được những tình yêu thương, sự giúp đỡ từ hội học bổng của huyện nhà của mình. Lúc nào các bé cũng quan tâm đến con, tạo cái động lực cho con rất là lớn để mà con tiếp tục học. Mà con cũng đang trong quá trình là hoàn thiện phát triển bản thân mình, và con cũng sẽ cố gắng nỗ lực không những mà trong học tập và trong những cái vấn đề cuộc sống. Con cũng hy vọng sau này mình sẽ phát triển để mà chính trước mắt là mình sẽ phục vụ bản thân mình, và con cũng muốn là đến báo hiếu cha mẹ, và có thể là con sẽ mang những cái tình yêu đến cho mọi người, có thể giúp đỡ mọi người ở huyện mình cũng như là những cái nơi khác. Để khích lệ tinh thần học tập của con, vợ chồng anh Thấm cũng đã không ngừng cố gắng trong việc học tập các mô hình sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Việc chăn nuôi thành công từ chính sự cần cù của anh và người bạn đời đã mang lại cho gia đình ngôi nhà cấp 4 chắc chắn gọn đẹp. Đặc biệt, gia đình anh Thấm vẫn luôn nhớ sự tiếp sức mà học bổng nhân thiện dành cho con gái anh. Lúc đó cũng khổ lắm, mà đi làm. Đây đi làm trên một ngày, đi bằng xe đạp, mà đó làm mất không mấy ngàn à. Thì về tối thì xuống sông, mình cũng gán làm lo cho bé nó học. Khi đi dọc đường, cũng thấy người ta nói về mình cố gắng. Thì giờ con cũng biết nói gì hơn.
xin cảm ơn rất nhiều, tại vì mấy mình vừa nói mấy năm học vừa qua đã giúp đỡ cho bé nhiều, xin cảm ơn bác Út và với các cô bác rất nhiều. Riêng đối với Cẩm Nhung, từ khi em bước chân vào giảng đường đại học đến giờ, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện thành phố vẫn song hành cùng em bằng việc vận động tài trợ số học bổng 10 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, hội vẫn luôn dành cho Cẩm Nhung sự quan tâm bằng việc liên lạc thường xuyên với gia đình để kịp thời giúp đỡ em về phương tiện học tập như máy tính, cũng như dành cho em những lời thăm hỏi động viên. Chặng đường đi đến tương lai của cô sinh viên năm 3 chuyên ngành thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Cẩm Nhung vẫn còn dài. Nhưng việc không chịu đầu hàng số phận, quyết tâm vươn lên bằng chính nghị lực và tinh thần lạc quan, cùng với đó là sự tiếp sức kịp thời của những tổ chức cá nhân, cộng đồng xã hội, chính là động lực về ý chí nghị lực cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống.